Xin chào tất cả các bạn đến với phần giới thiệu sản phẩm vải dạ nỉ cứng giá rẻ làm đồ handmade. Shop Dung Mạc chuyên cung cấp các sản phẩm vải dạ nỉ cứng giá rẻ làm đồ handmade như sách vải, móc chìa khóa, gối ôm, các sản phẩm túi đựng bằng vải dạ nỉ. Các sản phẩm của chúng tôi thì có màu sắc vô cùng đa dạng. Chúng tôi hiện tại đang cung cấp cái sản phẩm vải dạ nỉ với hơn 60 chủng loại màu sắc khác nhau. Về bảng giá của vải dạ nỉ thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link ở phía dưới đây. Chúng tôi để cái đường link đó là để tránh cái trường hợp khi thay đổi giá cả mà các bạn đọc được ở một bài viết khác hoặc xem được ở trong một cái video khác, các bạn chúng tôi lại quên mất chưa thay đổi, sẽ gây nên sự phàn nàn cũng như các bạn sẽ cảm thấy không hài lòng. Vì vậy chúng tôi chỉ niêm yết giá trên cái trang ở phía dưới này. Sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một vài các hình ảnh về vải dạ nỉ cũng như các cái sản phẩm từ vải dạ nỉ, các bạn có thể tham khảo số điện thoại cũng như là địa chỉ liên lạc Facebook chúng tôi để ở trên màn hình, các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là đặt hàng trên số điện thoại cũng như là Facebook. Ngoài ra thì có một trang chúng tôi bán sản phẩm vải dạ nỉ, nó là Shopee ở phía trên đấy. Các bạn có thể truy cập vào một trong ba cách đều được. Rồi, xin mời các bạn xem hình ảnh.